Xin chào mọi người và chào mừng đến với Cập Nhật Hàng Tuần, nơi chúng tôi đã giúp bạn bắt kịp mọi thứ đã xảy ra trong ngành công nghiệp trò chơi chỉ trong 10 phút. Tôi là người dẫn chương trình của bạn Ellie từ Game 3 và tuần này chúng tôi sẽ đưa ra một số tin tức đáng chú ý trong tuần thứ 2 của tháng 8. Vì vậy hãy ngồi dậy và xem lại những gì tuần này có thể cung cấp. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi có một số tin tức mới nhất về hoạt động đầu tư trong cộng đồng Game 5. GLOWLAB đã huy động được 4,5 triệu cho fincap của mình. Nền tảng chơi game Web3 do cộng đồng điều khiển thông qua việc bán mã thông báo cho studio chơi game được thành lập bởi các cựu chiến binh công nghệ và trò chơi Unicorn và Koji Sitecha. Cuốn trước đây là CEO của công ty trò chơi di động Hàn Quốc Bioning và đồng người sáng lập và trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của miền Nam công ty tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc Blacker Zaktasi. Cha là giám đốc sáng lập của Fananlab từ năm 2018 đến năm 2020 và hiện là cố vấn tại Eofilm Game. Vòng được led bởi Eofilm Game với sự tham gia của 70 nhà đầu tư, bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trong tiền điện tử và trò chơi tìm các nhà đầu tư trong ngành đã tham gia. Vòng bao gồm Phó Đê Sơn, CEO của X, Balagi là Vivi Nason và Sandeep Nau của Dazak, Gephisi Sully của Above VD, Marco Bầu Trời, BVC và Kyuli của phim hài trò chơi điện tử Hàn Quốc. Đến với chúng tôi, Alab đang thực hiện sứ mệnh xây dựng giải băng cộng đồng. Trò chơi Blatching mã nguồn mở được gọi là phím cách. Nó là một chủ đề không gian. Trò chơi thông thường tích hợp bởi 3 công cụ, bao gồm một hệ thống nhận dạng phi tập trung, FV và FC và hội trò chơi. Studio vẫn chưa tiết lộ vết nào. Trò chơi sẽ được xây dựng trên cam kết trên ứng dụng Amiga Land, quyết định gây quỹ từ những người sáng lập Up thay vì các công ty đầu tư mạo hiểm. Kasi nói rằng họ muốn trao quyền cho cộng đồng và xây dựng một trò chơi. Chúng tôi xây dựng một trò chơi với cộng đồng. Đó là lý do tại sao họ đi với những người mà họ tin. Trong Ethergy cho không gian, CBC 3 sẽ được ra mắt vào năm tới. Và đội ngũ đằng sau trò chơi bao gồm cựu sinh viên từ Fanan Kakao, phiếu giảm giá đến trái đất, công ty khởi nghiệp Business Venture Better. Công ty hiện có một đội ngũ 6 người và giúp thuê mạnh mẽ để tăng tốc phát triển trò chơi. OLAP hiện đang làm việc trên một nguyên mẫu của phím cách mà bạn thay đổi khi ngày ra mắt trò chơi đến gần. Mượn ý tưởng từ em, thể thao và nội dung do người dùng tạo, phím cách sẽ là một trò chơi điện tử giống như trò chơi với bảng thành tích đơn giản. Người dùng sẽ có thể bán tài sản trò chơi để kiếm nhiều tiền hơn và tham gia vào các trò chơi cập nhật lớn. Về tin tức tiếp theo chúng tôi mang đến cập nhật mới nhất về kế hoạch tương lai của một trong những danh hiệu nổi tiếng nhất trong cộng đồng. Shikame VC đồng sáng lập và trưởng nhóm tăng trưởng Gefoli Solini nói, XC Infinity muốn tăng gấp đôi ở Hàn Quốc, mà họ coi là một trong những điều quan trọng nhất, thị trường game trên thế giới. Sejin nói rằng bất chấp lệnh cấm các trò chơi P3 ở Hàn Quốc, công ty hiện vẫn đang xem xét cách điều chỉnh trò chơi XC Infinity cho nhóm game thủ Hàn Quốc. Xếp hạng trò chơi của Hàn Quốc về quản lý cộng đồng, cấm phát hành các trò chơi blockchain T3 lạc quan do chính sách cờ bạc nghiêm ngặt của NC. Vào tháng 12, chính phủ cũng chuyển sang cấm Google Play và Ebensito từ danh sách. Những trò chơi như vậy ở Hàn Quốc về mặt quy định vẫn còn khá sớm. Nó tương tự như các cửa hàng ứng dụng mà bạn biết. Nó sẽ là một quá trình đàm phán và giáo dục. Soli lưu ý thêm rằng anh ấy tổ chức lựa chọn của bạn là đủ để làm lung lay chính phủ để đi theo sự điều tra của nó. Quy định trong tương lai, dự án Infinity vẫn đang trong trò chơi truy cập sớm và vẫn chưa tung ra AV, Google Play hoặc Ebensito. Theo Appleer, trò chơi có khoảng 7 và 66.000 người đã khóa để chơi trò chơi. Tháng trước khác xa, tài sản có 2,7 triệu người đăng ký được ghi nhận. Nói chung, hoạt động lừa đảo và hack dường như đang tăng vọt trong ngành công nghiệp, tiền điện tử, ngay cả với sự gia tăng đổi mới và ứng dụng công nghệ. Trong không gian tiền điện tử, bọn tội phạm đang tiến bộ trong hoạt động của chúng. Họ đang đặt khó hiểu hơn và các biện pháp thuyết phục để hút tiền từ các nạn nhân mà không có sự lộn xộn như vậy. Trong tin tức gần đây, The Dragomer, một trò chơi Web3 mới ra mắt trên đa giác, đã được đá kèo là chắn chọn một blockchain ăn cắp. Báo cáo rằng dự án có một sử dụng khoản lỗ trị giá khoảng 3,5 triệu. Cũng là dấu gạch nối của anh ấy. Tiền đã được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung. Gagomer là một dự án chơi game trên Web3 mới ra mắt trên mạng đa giác. Trong vài ngày qua, Hy Lạp có thể
người sáng lập dự án có trụ sở tại Texas City. Sự phát triển của nó tập trung vào xây dựng trong trò chơi lửa và các yếu tố lửa xã hội. Nó sẽ sử dụng NFT và các yếu tố truyền thông xã hội với mã thông báo của nó. Dự án dự định hoạt động minh bạch và cởi mở. Hệ sinh thái kinh tế do đó, nó sẽ áp dụng mô hình kinh tế mã thông báo kép trong ENAP. Tài sản của NFT trạng thái mã thông báo của nó là DMEA, được tạo trên mạng đa giác. Cũng thế, mã thông báo đã được liệt kê trên các sàn giao dịch tập trung làm gần đây, dẫn đến tăng hàng triệu đô la về khối lượng. Cursor Gamer nhằm tận dụng tính linh hoạt của mạng đa giác và cung cấp cho người dùng các giao dịch cực nhanh. Người dùng cũng hành động để có được công lý công bằng với bầu không khí chơi game cởi mở và dữ liệu minh bạch. Theo một báo cáo từ Beso, giá của DMEA đã cho phép hơn 99%. Do cột đá, giá của nó là đặc biệt hơn. Đồng tiền bản địa trước đó đã đạt đỉnh 1,78 đô la. Cũng cho Gamer, trang web chính thức hiện đang được phát triển. Tại sao kênh truyền thông xã hội bị xóa? Nó vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến tình huống này của mọi thứ trên nền tảng. Vì trộm cắp tài sản vẫn là một trong những vấn đề đau đầu nhất. Và của thị trường, OpenSea đang nỗ lực điều chỉnh chính sách của mình để kết hợp các biện pháp bổ sung chống lại các mặt hàng bị đánh cắp. Trong một thông báo, công ty nhấn mạnh rằng các chính sách của họ đã được thực hiện, xem xét luật pháp Hoa Kỳ. Khi cố ý cho phép bán các mặt hàng bị đánh cắp bị cấm. Tuy nhiên, thị trường thừa nhận rằng trong một số trường hợp, người mua vô tình mua đồ ăn cắp đã bị phạt. Mặc dù họ không có lỗi, vì điều này và NFT phản hồi của cộng đồng, thị trường đã điều chỉnh chính sách của mình để mở rộng việc sử dụng các báo cáo chính sách. Trước đây, báo cáo chính sách đã được sử dụng trong nền tảng trong tranh chấp leo thang với các bản cập nhật mới. Chúng sẽ được sử dụng để xác nhận tất cả các mặt hàng bị đánh cắp. Báo cáo trong nền tảng NFT không có báo cáo của cảnh sát trong vòng 7 ngày. Nền tảng sẽ cho phép mua và bán mặt hàng được báo cáo một lần nữa để tránh báo cáo giả mạo. Theo điều này, công ty cũng đã thực hiện nỗ lực để giảm bớt quá trình của ba cho phép người mua và bán các tính năng. Một khi đồ bị đánh cắp được thu hồi, NFT nền tảng cũng nhấn mạnh rằng nó đang làm việc để tìm các giải pháp khác để giải quyết vấn đề của các bước NFT, gốc rễ của nó theo thông báo. Công ty đang làm việc về khai thác tự động, phát hiện mối đe dọa và trộm cắp. Vào tháng 6, nền tảng NFT bật các tính năng bảo mật bổ sung để bảo vệ người dùng của nó từ các trò gian lận NFT. Tính năng này có chuyển NFT bằng phẳng, tự động nghi ngờ. Mục tiêu của việc này là để đảm bảo rằng chỉ các giao dịch hợp pháp có thể nhìn thấy trên thị trường. Và cuối cùng là kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Chúng tôi có một số tin tức về một đề xuất gây tranh cãi. Phòng thí nghiệm Uniswap. Cộng đồng đã bắt đầu tranh cãi về một đề xuất mới. Điều đó sẽ tạo thành một tổ chức Uniswap có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng đầu tiên, nó sẽ có giá 74 triệu đô la. Đề xuất đã thu được phản hồi hỗn hợp từ cộng đồng cho đến nay với nhiều nền tảng khen ngợi. Có kế hoạch hỗ trợ và mở rộng các hệ sinh thái Uniswap, trong khi những người khác đã tăng giá với mức giá quá đắt của nó. Đề xuất thứ 6 được đưa ra bởi Uniswap Lab, cựu tham mưu trưởng David Wu và trưởng chương trình lớn Uniswap Kenneth Nguyen. Không có gì. Mục đích chính của nền tảng là hỗ trợ các giao thức tăng trưởng phi tập trung, tạo ra quản trị tỷ lệ hợp pháp và phục vụ như một người ủng hộ giao thức. Theo sửa, nếu nó vượt qua một cuộc bỏ phiếu, các đơn vị nền tảng sẽ được hợp nhất trong Delaware và đứng đầu là giám đốc điều hành. Chiến thắng nào sẽ trở thành người lãnh đạo hoạt động, biến tầm nhìn của cô ấy thành hiện thực. Huasi đã yêu cầu 74 triệu đô la hoán đổi Uni. Hơn 3 năm, 60 triệu trong số đó sẽ được sử dụng cho riêng nó. Chương trình thương hiệu hoán đổi Uni, 40 triệu khác sẽ được sử dụng như một ngân sách hoạt động để xây dựng một đội 12. Uniswap là sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất thế giới. Theo khối lượng giao dịch Uniswap E3, nguồn gốc thứ 3 của bộ bài đã làm được 7 và 93,8 tỷ về khối lượng trong 24 giờ qua. Đặt nó ngang bằng với các sàn giao dịch tập trung bạn nó. Bạn thể Global và quận theo khăn Kiko Winasi, người sáng lập hoán đổi Hedon Adam, có vẻ tự tin rằng đề xuất sẽ được thông qua. Khi anh ấy đặt sau đường truyền này, nền tảng sẽ là một đội khác, hướng tới tương lai, bởi giao thức không chỉ tồn tại. Nó phát triển mạnh mặc dù đề xuất cho đến nay nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Adam và những người khác trong cộng đồng đại lý. Nó đã gặp phải một nhóm đáng kể những người lái xe tải
Ai nói giá quá cao? Đối tác tại Cillian Hemp Ventures chia sẻ sự chấp thuận của anh ấy cho các mục tiêu của app, nhưng được thêm vào trong một tweet thứ năm rằng 60 triệu cho app là sai lầm. Ở mặt này, đề xuất sẽ được đưa ra bỏ phiếu cuối cùng. Trên ảnh chụp nhanh, nền tảng thể thao tự tin vào ngày 8 tháng 8, nếu cuộc thăm dò Zoom đang diễn ra hiện tại trôi qua. Và điều đó kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường giảm giá trầm cảm hiện tại, ngọn lửa trò chơi tổng thể và có thể từng thấy dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực với tin tức tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành. Vô số quan hệ đối tác lớn với các thương hiệu Web2 khác bắt tay vào cuộc cách mạng Web3 mới. Trò chơi Papalot đang trong quá trình chữa bệnh.